vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ. Chào Kim Thảo. Anh Vũ ơi, hôm nay có chuyện gì mà anh vui dữ hay sao mà em thấy anh cười hoài luôn á? Đúng vậy, hôm nay anh rất là vui. Thế hả? Tại sao? Anh biết tại sao không? Anh vừa giải đáp được một câu đố của một vị khán giả gửi thư về cho chương trình của mình. Câu đố hả anh? Bởi câu vậy, đố gì? Bây giờ anh đố em, con gì mà người Nam gọi một tên, người Trung gọi một tên và người Hà Tĩnh gọi một tên, nhưng mà thật sự ra chỉ có một con thôi. Đố em đó là con gì? Thôi bây giờ cho em thêm một quyền trợ giúp nữa đi. Con này thì làm mắm rất là ngon. Làm mắm hả? Có một loại mắm mà nhà Kim Thảo rất là hay sử dụng và hay ăn lắm. Đó chính là mắm ruốc. Không biết phải con ruốc không anh? Đúng vậy các bạn à, Kim Thảo rất là tinh ý. Đó là con ruốc các bạn, theo gọi cách gọi của người miền Nam. Và con môi là theo cách gọi của người Hà Tĩnh. Và con khuyết là theo cách gọi của người miền Trung. Hoan hô, vậy là Kim Thảo đã đoán đúng rồi. Và thưa các bạn, nhân nhắc tới con ruốc, thì trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một món ăn rất là hấp dẫn, một món ăn chơi thôi à, được làm từ con ruốc các bạn à. Món ăn của chúng ta ngày hôm nay có tên gọi là bánh ruốc chiên giòn. Nguyên liệu để làm món bánh ruốc chiên giòn, chúng ta cần có 100g ruốc tươi, 50g bắp hạt, 20g hải lá, đồ chua, nước cốt chanh, ớt băm, tỏi băm, một số gia vị thông thường và ajiwit bột chiên giòn hải sản. Anh Vũ ơi, em nói với em không phải khen anh, không phải nịnh anh đâu nha. Công nhận là anh chọn mấy con ruốc này á, nó ngon và nó tươi làm sao á. Anh chỉ cho em cách chọn với. Các bạn hãy lưu ý, ruốc ngon là ruốc phải còn tươi nè. Chúng ta thấy mình ruốc trong veo như vậy và săn chắc nè, và nhìn thấy bóng bẩy, đó là ruốc ngon đó các bạn. Em cảm ơn anh nha. Quý vị khán giả ơi, chúng ta chọn con ruốc thì nhớ là chọn những con trong, bóng, và khi mà sờ vào thì thịt còn chắc, thì đó chính là những con ruốc ngon nha quý vị. Bắp hạt này chúng ta nên mua bắp trong lon hoặc bắp đông lạnh thì ăn nó sẽ giòn, nó ngọt hơn. Chúng ta không nên dùng bắp nếp nha các bạn. Và đây là hải lá, bây giờ chúng ta sẽ cắt nhỏ ra giống như cắt nhỏ hành lá vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cần nhanh hơn thì chúng ta tranh thủ bắt một cái chảo dầu lên. Chúng ta cần một gói ajiquit bột chiên giòn hải sản như vậy, pha theo đúng hướng dẫn. Chúng ta nhớ pha lượng nước và bột như trong hướng dẫn của trên bao bì, tức là 110ml nước và 120g bột nha các bạn, phải đều thôi. Chúng ta thấy có bột có độ sánh như vậy là vừa nha. Dạ rồi. Ruốc này chúng ta mua về rửa sạch để cho thật ráo nha các bạn. Chúng ta cho tất cả vào trong đây luôn. 50g bắp hạt nha. Và 20g hẹ. Chúng ta cần có một chút xíu tiêu. Chúng ta trộn cho hỗn hợp có độ sánh sệt như vậy là vừa nha các bạn. Mà anh Vũ ơi, em nói thật nha, em ăn món gì em cũng thích có nhiều rau nhiều củ ở trong đó. Vậy với cái món này thì em có thể thêm nguyên liệu gì nữa được không? Đối với bánh ruốc chiên giòn này, chúng ta có thể thêm khoai tây, khoai môn hoặc khoai lang, chúng ta cắt sợi nhuyễn chúng ta cho vào ăn cũng rất là ngon, làm bánh cho chúng ta thêm độ giòn nữa. Dạ, em cảm ơn anh Vũ nha. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta có thể cho thêm khoai lang hoặc là khoai môn sắc sợi vào khi mà chúng ta chiên lên thì nó sẽ giòn hơn, ăn sẽ rất là ngon nha quý vị. Anh để cho dầu nóng dàm tí xíu và chúng ta dùng một cái vá như vậy để cho bánh chúng ta không bị dính vào trong vá, thì chúng ta phải nên làm nóng cái vá trong dầu trước. Rồi anh sẽ cho vào trong chảo dầu, mình chiên lửa vừa thôi em, như vậy nha. Dạ. Rồi. Chín rồi, ôi cái bánh đã tự tróc ra khỏi cái giá của chúng ta luôn đúng không nào? Đúng vậy, bây giờ anh chiên tí xíu cho nó vàng. Rồi, rồi một cái. Làm nóng dầu, chọn vậy ha. Rồi, sẽ cho đây như vậy. Dạ. Rồi, cho đây. Rồi, anh làm thêm một cái nữa cho nó nhanh nha. Đó, làm cái món này, món bánh này thấy hấp dẫn không? Rồi, cho như vậy nha. Rồi, mình chiên 4 cái thôi. Bây giờ các bạn hãy lưu ý pha nước mắm chua ngọt nha. Ở đây tôi cho 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, 2/3 muỗng canh nước cốt chanh, 2/3 thôi. Dạ. Anh sẽ cho tiếp vào đây 1/3 muỗng canh ớt băm, khoảng chừng nửa muỗng canh tỏi băm. Anh khuấy cho tan trước ha. Và cuối cùng thì chúng ta cho vào đây khoảng 3 muỗng canh nước lọc. Chúng ta đã có ngay một cái chén nước mắm tỏi ớt chua ngọt, và chúng ta cho đồ chua vào đây thì nước mắm của chúng ta sẽ hấp dẫn hơn. Dạ. Anh cho cái nước mắm
chua ngọt chan lên như vậy. Anh sẽ cho những miếng bánh tôm lên cái dĩa như vậy. Cho em một miếng nè, em thưởng thức nha. Em phải chấm một miếng nước mắm. Rồi. Em ăn thì cảm nhận được một cái độ giòn vừa ăn lắm. Mà hồi nãy hình như là anh Vũ không có nêm nếm một cái gia vị nào cả. Hoàn toàn chính xác. Chỉ cần Isuquit bột chiên giòn hải sản là chúng ta có ngay một món ăn rất là nhanh, gọn và vừa ăn. Hy vọng rằng quý vị sẽ thực hiện món ăn này để dành tặng riêng cho các bé nhà mình. Và đặc biệt hơn nữa là để trong các buổi tiệc chúng ta có thể làm món khai vị rất là ngon đấy ạ. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã sắp hết rồi. Đầu bếp Thanh Vũ cùng với Kim Thảo xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều vì đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chắc là quý vị đến thời điểm này cũng đã rất là quen thuộc với những cách thức để có thể liên hệ với chương trình rồi đúng không ạ? Đó chính là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại đến số là 083-823-7557, đó là trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam. Và còn cách còn lại đó chính là trang web chính thức của chương trình món ngon mỗi ngày.com, hoặc quý vị có thể tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình. Và đến đây thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với Kim Thảo xin được nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.